Vườn bữa nay được 42 ngày nè bà con. Trái bữa nay đậu. Nhờ kỹ thuật của Lê Gia Thầy Đỉnh ở Thốt Nốt. Vườn của em là được tổng hết trơn là 2.300 gốc. Nhờ kỹ thuật của Thầy Đỉnh ở Thốt Nốt hướng dẫn vườn bữa nay đậu được gì nè bà con. Bông quá trời bông. Nó có số tự đậu nhiều lắm nha. Có mấy ngày không có đi ấp nụ, không có đi mấy, có mấy ngày không có đi thụ phấn nó tự đậu luôn nè. Lượng bông nhỏ còn nhiều lắm, chùm chùm như bông thiên lý à. Được tới giờ mà bông con còn nha nè. Đó. Nhìn thấy mê. Bông này là tối nay là nó nở nè. Này là nó tự đậu nè. Đây là kỹ thuật phân thuốc của thầy Đỉnh ở Thốt Nốt với bà con. Quá trời. Trắng cây kia bà con.